Hôm 24 tháng 1, tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador xác nhận bị nhiễm virus SARS-CoV-2, tổng thống Mexico hiện đang được điều trị y tế. Tổng thống Mexico Andre Manuel López Obrador cho biết, ông sẽ tiếp tục làm việc sau khi có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Ông sẽ có cuộc điện đàm vào ngày 26 tháng 1 với Tổng thống Nga Vladimir Putin để trao đổi về việc nhận vaccine Sputnik V của Nga. Hiện vaccine Sputnik V chưa được chấp nhận sử dụng ở Mexico. Quốc gia này đã chấp thuận vaccine do Pfizer phát triển và phân phối tiêm chủng tới người dân.